Xin chào mọi người, em tranh thủ sắp mưa quay cho mọi người đàn đàn gấu luôn, gấu đỏ sạch. Ai cái mưa không to thì là bắt đàn này, con nó rất là to. Tức là đàn này là có một số con nó chân trắng. Có một con chưa ra cả mưa con khác. Thì em sẽ bán giảm hơn một chút. Đàn này vào tuyết căng căng là nó lại cắn nhau luôn. Cái đàn này có 9 con nhưng mà hình như là bán 4 con. Hôm qua live stream em bán 4 con rồi. Đấy, hôm qua là có chương trình là mua 1 tặng 1 đấy. Bây giờ là có mấy con cọc rồi nhưng mà các anh chưa nhận. Cuối cùng là bây giờ là hết chương trình mua 1 tặng 1 rồi. Có quà cái các anh nhanh tay nào. Cái đàn này lớn thế lại rất là hợp. Hôm qua là chim cái hết một nửa đàn luôn. Bạn này chuẩn bị đi máy bay này. Cho nó vui. Mưa to rồi này. Tôi chuẩn bị cho vào đây, chuẩn bị cho vào đây. Cây cây lên cao nhìn cái con cá mưa này là con cá mưa rồi. Chơi game được chưa? Đây. Tính ra mới lấy màu đỏ. Cái đàn này thì em một số quay con lên. Em sẽ bán là 4 này. À 4 rưỡi. 5 với cả 6 mọi người nhá. Như kiểu rồng rắn lên mây ấy. Thôi. Bao luôn, bao luôn. Em xin phép để em cho đàn chó nó vào, không có mưa quá rồi. Xin chào mọi người.